Xin chào các bạn, hãy cùng mình khám phá những con vật tại nhà nhé. Và đây là con khỉ. Tiếp theo là con kỳ đà. Và cuối cùng là hai con thỏ con. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé!